Siêu thị máy tính ăn khác xin chào. Tiếp nối thành công từ dòng NV13 sử dụng chip Skylake, HP NV13 năm nay ấn tượng hơn với hiệu năng sử dụng tăng thêm 12%, đồng thời hỗ trợ khả năng đồ họa, xem video 4K và công nghệ thực tế ảo. Nhờ công nghệ được cải tiến nên NV13 có thiết kế mỏng nhẹ đầy ấn tượng. Máy có độ mỏng hơn cả MacBook Air, nhưng vẫn tạo sự cứng cáp, mạnh mẽ nhờ lớp vỏ nhôm nguyên khối cùng cấu trúc khung máy làm từ hợp kim. Với độ dày chỉ khoảng 1,3cm và nhẹ chỉ 1,36kg, laptop này thích hợp với những người dùng là phụ nữ hoặc những người có tính chất công việc thường xuyên phải di chuyển. NV13 được thiết kế theo ngôn ngữ mới, khác biệt bởi kiểu thiết kế bo cong mạnh ở hai cạnh trước, vuông hơn ở hai cạnh sau và logo HP mạ chrome cỡ lớn đặt ở giữa nắp máy. NV13 trang bị một bàn phím checklist với thiết kế chống tràn nước, hỗ trợ đèn LED tiện dụng khi mà bạn làm việc những lúc đêm khuya trong phòng ngủ. Thực tế cho thấy các phím nhấn êm, quãng di chuyển đủ sâu và độ đàn hồi tốt, mang lại cảm giác tốt khi gõ văn bản tốc độ nhanh. Trỏ chuột di chuyển rất là chính xác, các chức năng cuộn, phóng to và xoay ảnh cũng rất là dễ dàng thực hiện. HP NV13 mới được trang bị hai loa dọc theo hai bên bàn phím tương tự như các dòng cao cấp trước của hãng. Để bạn trải nghiệm được chất lượng âm thanh tuyệt vời và sống động như tại rạp hát, HP đã trang bị cho NV13 hệ thống loa piano cao cấp nổi tiếng đến từ Đan Mạch. Về thời lượng dùng pin, máy chạy ở các tác vụ văn phòng như duyệt web, nhập dữ liệu với độ sáng màn hình là 40% cho thấy thời gian sử dụng liên tục chỉ khoảng 3 giờ. Để đạt được kích cỡ mỏng nhẹ, đòi hỏi HP phải lược bỏ một số thành phần kém quan trọng, vì vậy số cổng kết nối cũng khá là hạn chế, bao gồm một khe đọc thẻ SD, USB Type-C và jack 3.5mm ở cạnh trái. Cạnh phải thì có thêm cổng HDMI và hai cổng USB 3.0, trong đó có một cổng có thể sạc pin cho điện thoại ngay cả khi máy đã tắt. Về hiệu năng, NV13 có cấu hình vừa phải Intel Core i5 tốc độ 2.3GHz. Đây cũng là một trong những dòng laptop doanh nhân sở hữu chip xử lý mới nhất của Intel mang tên Kaby Lake. Thế hệ CPU này cho khả năng xử lý đồ họa nhanh hơn, đặc biệt là xem video với độ phân giải 4K, các video 360 độ. Đồng thời, hiệu năng xử lý các ứng dụng cũng được tăng lên 12% và tốc độ lướt web nhanh hơn 19%. RAM ở mức 4GB DDR4, ổ cứng SSD 256GB và có sẵn Windows 10 bản quyền kèm theo máy. Một nâng cấp quan trọng khác của NV13 đó chính là màn hình siêu nét, độ phân giải lên tới QHD sử dụng tấm nền IPS với góc nhìn rộng giúp bạn dễ dàng chia sẻ nội dung, thông tin hiển thị khi trao đổi với nhiều người. Góc nhìn rộng mang lại khả năng tái tạo màu sắc gần với thực tế hơn, hình ảnh hiển thị một cách sắc nét. Như vậy là với thiết kế sang trọng, hiệu năng mạnh mẽ và gọn nhẹ dễ di chuyển, HP NV13 trở thành chiến hữu được yêu thích nhất với người dùng doanh nhân trong đầu năm nay. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!